Tất cả dừng lại, không phải ghi nữa. Tất cả nội dung của nó sẽ được thầy giáo gửi lại lên trên nhóm, chúng ta sẽ nghe giảng để chúng ta học và tính cho nó nhanh ạ, tiết kiệm thời gian. Thầy giáo sẽ hỏi và các con trả lời cho thầy nhé. Để cộng hai phân số cùng mẫu thì ta lấy tử cộng tử và giữ nguyên mẫu đúng không? Thì không gì khó cả. Mời bạn Giang trả lời cho thầy kết quả phần A. Thầy là kết quả phần A là 1 ạ. Vâng, con cộng rất nhanh đúng không? Vì sao con ra 1 nhỉ? Bởi vì 15/5 + 2/15 = 15/5 ạ. Vâng, chính xác là bằng 15/15, con giúp gọn là bằng 1. Tiếp theo phần A chấm 1, thầy giáo sẽ mời một bạn có tên là bạn nào? Yến Nhi nào? Yến Nhi. Phần A.1 em ra kết quả là 45/15 vì cùng mẫu rồi đúng không? Con ơi, con có thể giúp họ được nữa không? Tất cả các con hướng lên trên bảng và nghe giảng, không phải ghi đâu ạ, chúng ta chỉ làm nhanh nhát thôi. Em có thể giúp họ được là 3. À vâng, con chia cả tử ở mẫu cho 15 đúng không? Thì được 3/1 và chính là bằng mấy ạ? Bằng 3. Thầy mời bạn tiếp theo. Thầy đáng cho ra nhiệm vụ nha. Bạn Đỗ Gia Bảo sẽ làm cho thầy phần B, bạn Thiện sẽ làm phần B.1. Con ơi, tiếp theo ở phần B. Ở phần B thì bạn Bảo nhận thấy là thầy giáo vừa hỏi con đấy ạ. Thì con nhận thấy là ở phần B nó có cùng mẫu không? Không cùng mẫu đúng không? Thì ta phải đi làm gì con? Chính xác, và mẫu số chung là bao nhiêu? Ok, số thứ nhất, số 7 sẽ được nhân lên đúng không? Là được 7 × 2 là 14 phần 7 × 5 là 35 cộng với, và tiếp theo số 5 cũng sẽ nhân đúng không ạ? Số 5 sẽ nhân lên. 5 × 3 là bao nhiêu? 15/5 × 7 là 35, và cộng lại là bao nhiêu Bảo ơi? Con phải nhìn lên màn hình đi. Chính xác, có giúp gọn được nữa không? Vâng, cảm ơn con, rất chính xác. Tiếp theo phần B thì đã giao nhiệm vụ cho bạn Thiện ạ. Thầy, trước mẫu thì em sẽ đi quy đồng. Vâng, mời con cứ nói tiếp ạ. Quy đồng sẽ bằng... Con nhân chéo lên thôi. 8 phần 20 cộng với 15/20 thì sẽ bằng 23/20. Vâng, cảm ơn con, rất chính xác. Tiếp theo phần C. Phần C bạn là phần C thì đáo dạy cho con cái mẹo này nhá. Số 1 ý. Dạ. Ơi con ơi, để cho thầy nói nè. Tiếp nhá. Cái phần C ấy, các con lưu ý cho thầy cái tính chất này. Số 1 ý, chúng ta có thể ghi là 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, nó đều bằng số 1, 7/7, vân vân. Thế thì con cộng cái phần C thế này, con nhìn thấy chưa? Cái số 2/5 nhá, nó có mẫu là mấy ạ? Mẫu là số 5. Thì con sẽ nhanh chóng con ghi luôn là 2/5 và số 1 sẽ ghi thành là 5/5 ạ? 5/5 và bằng 7/5. Làm vậy cho nó nhanh là tính chất của số 1. Phần C, các con có thể giải nhanh ra nháp cho nhá, ghi vào vở ghi sau, bởi vì toàn bộ thầy giáo sẽ gửi lại lên trên nhóm để cho nó giải nhanh cái chỗ này cho ạ. Huyền nào, Huyền trả lời thầy phần C.1 này. Hiếu C.2. Huyền ơi nhanh lên. Chính xác ạ.
Bởi vì chúng ta nhìn thấy đây là có mẫu là 7 đúng không? Cho nên mình đổi 1 là 7 phần 7 cộng 3 phần 7 và bằng 10 phần 7. Tiếp theo ạ, mời bạn Thiện trả lời thầy C.2 đi ạ. Thầy sẽ là bằng 2 phần 3 cộng với 3 phần 4. Rồi, đấy, bây giờ nó có cái hay ở chỗ này. Chỗ này nó thông minh một chút nha. Chúng nó có 3 số cơ con ạ, đúng không? Các bạn cùng nhìn cho thầy nhá, nó có 3 số, các con không phải ghi đâu, con nghe giảng đi, thì ghi cho các ghi bài sau, cách nó ra ghi bài sau. Ở đây nó có thêm một số nữa là số 3 và số 4 tham gia. Đúng không? Thì các con xác định mẫu số chung cho thầy 3 và 4 thì mẫu số chung là bao nhiêu? 12. Đúng rồi, là 12. Cho nên chúng ta sẽ đổi cái số 1 này thành số mười mấy ạ? 12. Nha, như vậy là 12 chia cho 3 được 4, mình nhân cả tử của mẫu 14 là 8 phần 12. 1 là 12 phần 12. 12 chia cho 4 được mấy? Được 3, nhân cả tử của mẫu 13 là 9 phần 12, mình tổng cộng lại cùng mẫu hết chưa? 8 cộng 12 là 20, cộng 9 là 29 phần 12. Đấy, hiểu bài chưa? Thầy giáo sẽ gửi lại nội dung trên nhóm nha các con nha. 4, 6 và 8 ạ. Hôm trước các con được hiểu. Ui dồi ôi, giỏi thế, đúng rồi ạ. Mẫu số chung của chúng ta đã xác định là 24. Đúng không? Đấy, phải xác định chất như vậy. Và thầy giáo ôn lại cho các con một chút vì sao ra số 24 nhá. Chúng ta sẽ lập cái bảng nháp đúng không? Lập nháp này. Số 2, số 4 này thì được là mấy nào? 2 nhân gì? 2. 6 là 2. Nhân 3, số giống nhau viết thẳng nhau nhá. 2 nhân 2. Số 8. 2 nhân 3. 8 là 2 nhân 2 nhân gì? 2. 2 nhân 2 nhân 2. Rồi. Và chung. Chung là 2 nhân 2 nhân 3 nhân 2 và được là 20 mấy ạ? 24. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ lấy mẫu chung là 24 đang tính thôi. 24 chia cho 4 thì được mấy ạ? 24 chia 4 được 6. Nhân cả tử mẫu với 6 là 6 phần 24. 24 chia 6 được 4, nhân cả tử vào mẫu với 4 là 4 phần 24. 24 chia 8 được 3. 3 nhân 3 là 9 phần 24 và cộng lại bằng 19 phần 24. Tương tự như vậy. Đấy, các con nghe giảng nhá, các con nghe giảng nhá. Các con nghe giảng ạ. Là chúng ta sẽ lập nháp cho thầy để chúng ta xác định được mẫu số chung ở đây. Nào các con làm ra nháp xem là mẫu số chung con làm được ra số 8, 10 và 16 là bao nhiêu. Nào lấy giấy nháp ra lập nháp đi ạ. 80. Ôi good, good job, good job. Chính xác ạ. Như vậy là thầy đó sẽ giảng thêm một lần nữa nha, để chúng ta có cái kỹ năng nha. Là lập nháp này. Hôm nay có 2-3 bạn mới đến, chúng ta có thể xem lại cái video ở trên nhóm ý, là cái cách xác định mẫu số chung của nhiều số ý nha. Chúng ta sẽ có 8 này, là 3 số 2 nhân với nhau. Số 10 là số 2 nhân với số mấy ạ? Số 5. Số giống nhau thì viết thẳng nhau, còn số khác nhau viết lệch ra nhá. Số 16 là 4 số 2 nhân với nhau, 2 nhân 2 nhân 2 nhân với 2. Và mẫu số chung chính là 2 nhân 2 nhân với 2 nhân với 5 nhân với 2 thì chỗ này được là 4 này, chỗ này được là 10 này, nhân với 2 nữa thì như vậy chúng ta sẽ có được mẫu số chung chính là 80. Và chúng ta quy đồng thôi ạ. 80 chia 8 được mấy nào? 10, nhân cả tử mẫu với 10 là 10 phần 80. 80 chia 10 được 8, nhân cả tử mẫu với 8 là 8 phần 80. Và 80 chia 15, 16 được mấy ạ? Được 5 phần 80. Cùng mẫu rồi, các con sẽ lấy tử là 10 cộng 8 là 18, cộng với 5 là bao nhiêu ạ? 23 phần 80. Và chúng ta đã xong phần cộng. Đấy,
Như vậy nhờ có phương pháp hôm trước mà chúng ta học về phép cộng, phép quy đầu mẫu nhiều phân số thì chúng ta đã làm được cái phần D một cách dễ dàng. Bây giờ các con sẽ suy nghĩ ít phút. Các con cách dòng ra nhé. Nếu không có con lấy giấy nháp ra, con lấy giấy nháp ra con làm thành phần E đi. Xem chúng ta có học xem thầy là thầy làm như thế nào thì có nhanh hơn con không? Đúng không? Bây giờ việc chúng ta phải xác định được mẫu số chung càng nhỏ càng tốt. Và chúng ta sẽ lập nháp. Lập nháp nha. Số 5 thì ngon rồi. Số 5 thì bằng chính nó nha. Số 15 thì bằng 5 nhân với mấy ạ? Nhân với 3 nha. Số 25 thì bằng số 5 nhân với một số 5 nữa. Số 35 thì bằng 5 nhân 7. 7 ở khác thì phải cho nó ra một ô. Cứ số giống nhau viết thẳng nhau. 5 nhân 7. Và số 45. 5 nhân 3 lại nhân với 3 nữa. Như vậy chúng ta có chung. Chung ở đây sẽ có số 5, có số 3, có số 5, số 7 và số 3. Các con nhìn thấy nào sẽ làm như sau nhá. Mẫu số chung. Mẫu số chung thì là chỗ này được 75 đúng không? 5 x 5 25. 25 x 3 được 75, chỗ này là 21. 21 x 75 bằng 1570. Đúng rồi. Như vậy chúng ta xác định được mẫu số chung của chúng ta là 1575. Con nhìn nha, thầy giáo sẽ tách ra như này này. Như vậy là 1575 chia cho 5. Con đánh dấu cho thầy nha, con đánh dấu số 5 mà như vậy còn tích còn lại này. Lại nhá. Đầu tiên này. Nào các con cùng hướng lên với thầy nhá. 1575 chia cho 5 thì rất đơn giản đúng không? 15 chia cho 5 được mấy nào? Được 3. 7 chia 5 được mấy nào? Được 1 còn dư 2, hạ 5 xuống đúng không? 25 chia 5 được 5 xong rồi nhá. Cộng tiếp 1575 chia cho 15. 15 chia 15 được 1 này. 7 chia 15 được 0 này. 75 chia cho 15 thì được 5 này. Tiếp theo là đến số bao nhiêu nào? 25. Thì thầy giáo sẽ chia nhanh là 1575 chia cho 25 là có số 5 này. Có số 5 này. Còn lại là số 3, số 7 và số 3. 3 x 7 21, nhân với 3 là 63 chưa? Được 63 nhá. Cộng tiếp ạ. Chia cho 45. Chia cho 45, chia 45 là 9 x 9 x 5 không? 45 đây này, là số 3 này. Số 3 này, số 3, số 5 này, đúng không? Đấy, 9 x 3 x 3 là 9 x 5 45, còn lại hai cái số là 5 và mấy ạ? 5 và 7 thì 7 x 5 là 3 mấy ạ? 35. Bây giờ đủ chưa? Còn thiếu số nào nhỉ? Lại là 4 số, 5 số mà. Số này chưa là đánh dấu cổ thân đúng không? Số này này. Chúng ta nhớ cái 35 là cuối nha. Đây, số 35 chưa được chia. 35 là 5 x 7 không? Như vậy còn lại là 5 x 3 x 3 là 4 mấy không? 45. Cộng chia cho 45 thì được là 35. Phần bây giờ mới là đúng này. 1575 này bằng này cộng lại được 420 này. Đấy, 3 cái số này cộng với nhau là 143 này. Phần 1575 này. Và bằng 563.
phần 1 5 7 5. Phần g chúng ta nhận thấy những cái phân số này mà đi quy đồng của mặt chết, chúng ta sẽ ghi gì ạ? À? Rút gọn. Nghĩa trả lời thầy, rút gọn số đầu tiên là bao nhiêu nào? Bây giờ là 5/4. Bạn là Cường. Số còn lại là số 16, 12. Chính xác. Hôm trước học rồi đúng không? 4/3. Chi? 4/3 rồi. Thôi được rồi, tí nữa sau, tí nữa sau. Chi? 3/4 24/32 đi cho nó dễ, tí nữa giúp bạn tiếp đúng không? Đây, thì bằng chia từ mẫu cho 8 là 3/4. Và các bạn ấy nói rằng là cái số này chia từ mẫu cho 4 nè, thì được là 4/3 bằng 5/4. Và bây giờ chúng ta đi quy đồng thôi. Nhưng đừng quy đồng. Đừng quy đồng, nhìn thấy ngay số đẹp này con ơi. Nhìn số đẹp này, 5/4 và 3/4 không? Cùng mẫu chưa? Cùng mẫu rồi. Và nó có cái tử là 5 + 3 là thành 8 luôn được không? Chúng ta sẽ nhóm 5/4 cộng 3/4 cộng với 4/3. 5/4 cộng 3/4 là 8/4. 8/4 là mấy ạ? Là 2. Cộng với 4/ mấy nào? 4/3, và con nhân chéo lên thôi. Con nhân đẩy lên, con sẽ được là 2 × 3 là 6 cộng với 4/ mấy ạ? Phần 3. Và bằng 10/3. Vì mình có thể hiểu là 2/1 không? Cộng với 4/3. Đấy. Linh trả lời thầy phần g.1 ạ. Rút gọn ý đầu tiên là ra bao nhiêu? 2. Linh không trả lời được ạ? 2 + 2 = 4 Chính xác. 2 + 2 = 1/2. Đây nó cũng là 16/32 là 1/2. Vâng. Tiếp theo. Vâng. Là bao nhiêu? 1/225 Và chúng ta rút gọn tiếp nữa ấy, thì nó sẽ được là chia cả từ mẫu cho 125 thì được 1/ mấy nào? 1/5. Và cộng thì quá đơn giản rồi. 1/2 cộng 1/2 là bằng mấy à? Huyền nào? Huyền trả lời thầy ạ. 1/2 cộng 1/2 bằng mấy nào? 1/2 cộng 1/2 thì bằng mấy ạ? 1. 1 cộng 1/5. Đúng không? 1 là 5/5 cộng 1/5 và bằng Huy trả lời thầy nào. 5/5 cộng 1/5 bao nhiêu? Phải. Con nhìn cái tổng này đi, con phải nhìn lên màn hình vào. 6/5. Vâng. 2 phân số này cùng mẫu rồi đúng không? Ta sẽ lấy tử trừ tử và giữ nguyên mẫu thôi. Nhanh con ơi. Em bằng 5/15 là 1/3. Chính xác con. Tiếp theo. Mời bạn là nghĩa nào? 3/3 Ừ. 23 Bằng bao nhiêu? 11/13. 11/13 chuẩn luôn.
1/1 cái mic của bạn Hiếu, các bạn gì nhỉ? Bạn Nghĩa nó hơi rè đúng không? Đấy. Rồi. Tiếp theo. Phần B muốn tính được ta phải đi quy đồng. Mời bạn là Phong à? Phong trả lời thầy nào con? Thầy không nghe thấy bạn Phong nói ạ. Thầy không nghe thấy bạn Phong trả lời. Ôi con ơi, con quy đồng lên hộ thầy với. Vâng, con quy đồng lên thì được là 16 trừ đi 15/40. Và bạn ấy tính rất nhanh đúng không? Bằng 1/40, rất khen. Tiếp theo phần B. Mời bạn là Cường nào. Thầy số chung của nó là 20. Vâng, đúng rồi ạ. Con cứ nhân lên cho thầy đi, con nhân chéo lên, con nhân lên thì được là 24/20. Vâng, và bằng bao nhiêu? Bằng 20. Con nhìn trên màn hình đi, con nhìn trên màn hình có tư duy cùng thầy. Bằng 9/20. Chính xác. Thầy bảo các con nhìn lên màn hình, con giải nhanh mà. Phần C đã có cái phương pháp mà thầy dạy các con rồi, là chúng ta sẽ viết số 1 dưới dạng các số bất kỳ đúng không? Mời bạn Hiếu trả lời với thầy ạ. Em thưa thầy là em lấy mẫu số chung là 5 ạ. Em đổi 1 bằng 5/5 xong rồi em lấy 5/3 trên 5 bằng 3/5. Rồi. Tiếp theo phần C.1, mời bạn Hải nào. Em thầy C.1 em đổi 1 bằng 7/7 ạ. Vâng ạ. Trừ 3/7. Vâng. Bằng 4/7 ạ. Chuẩn luôn ạ. Thank you. Huy nào. Huy phần C.1 ạ. Lưu ý cẩn thận nhá, cẩn thận củ từ nhá. 3 và 4 mẫu số chung sẽ là bao nhiêu? C.2 rồi. 3 và 4 mẫu chung là 12 nhá. Nào con quy đồng cùng thầy nào, 12 chia cho 3 được 4 đúng không? Nhân cả tử vong mẫu về 4 ta sẽ có là 16/12 trừ 1 là bao nhiêu nào? 12 chia 4 được 3, nhân cả tử vong mẫu về 3 là 9/12. Con thu gọn phép tính cộng lại vào bao nhiêu? Trừ rồi cộng nhá. 13/12, rất chính xác ạ. Phần D, mẫu số chung sẽ là bao nhiêu? Mẫu số chung là 24 ạ. Vâng, rất chính xác, 24. Vâng, ta tính thôi. Mời bạn Linh đọc cho thầy là cái phép quy đồng ạ. Linh tiến hành quá trình quy đồng cho thầy ạ. 24 chia 4 được 6, nhưng ở tử mẫu 6 đọc luôn là 6/24 trừ 24 chia 6 được 4, nhưng ở tử mẫu về 4/24. 24 chia 8 được 3, nhưng ở tử mẫu về 3 là 9/24. Và thực hiện thu gọn lại được bao nhiêu ở Linh này? Chuẩn. Tiếp theo, chúng ta sẽ xác định nhanh cái số 8, 12, 16 con làm lập nháp đi. Và con xác định cho thầy mẫu số chung là bao nhiêu. Cái này thì là không giải nữa. Mẫu số 8. Chi à. Mẫu số chung của bài này là bao nhiêu? 48. Vâng, rất chính xác. Và mời bạn là Chi sẽ hoàn thành tính quy đồng cho thầy ạ. À, con đọc ạ. Con lấy số 48 con chia cho con nhẩm luôn, nhìn trên màn hình ấy. 6/48. Chính xác. Rồi. 7/48. Rồi. Không.
48 chia 16 được 3, đúng không? Con thu gọn phép tính bằng bao nhiêu ạ? 5/48 ạ. Vâng. Xong. Tiếp theo các con sẽ xác định. Các con không ghi được nhanh, các con suy luận nhanh ra nháp thôi nhá. Thầy bảo là bây giờ chúng ta chỉ giải nhanh thôi ạ. Vâng. Mẫu số chung ở phần E nào, chúng ta cùng làm để thống nhất kết quả đi ạ. 105. Vâng, rất nhanh. Liệu có đúng hay sai? Có gì đó sai sai. Nháp nha. Nháp nha. 525 ạ. Ừ, có gì đấy đúng 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 không? 5 này. Thì đúng bằng 5 nha. 15 nha, thì bằng 5 x 3 nha. 25 nha, thì bằng 5 x 5 nha. 35 nha, thì bằng 5 nhân 7 nha. 5 x 7. Như vậy chúng ta sẽ có là như vậy chúng ta sẽ có ở đây là gồm có là gì nào? 5 x 3 nhân 5 nhân mấy nữa? 5 x 3 nhân 7. 5. Rồi. Nhân 7. À 5 x 5 25. 25 nhân với cả 21. 25 x 21. 525 chuẩn luôn. Anh em bắt đầu cùng làm với thầy nha. 525 này. 525 chia cho 5 thì được 1, được 0, được 5, trừ đi 5. Mẫu thứ nhất xong, mẫu thứ hai 525 chia cho 15, con nhìn này, con nhìn nhá. Không, con nhìn ở đây. Chia cho 15 là 5 và 3 rồi, còn lại là 5 x 7 là 3 mấy nào? 35. Con nhìn thấy chưa? 35. Chia cho 25 là 2 số 5 thì nó còn lại số 3 và số 7 là 2 mấy ạ? 21. Nhanh chưa? Chia cho 35 là 5 x 7 là 35, còn lại số 5 và số 3 là thành 15. 15. Nhanh chưa? Nhanh không? 105 trừ đi 35 được 70. 21 trừ 15 thì được 6. Và bằng 7 mấy nào? 76. Còn 525. Nhanh không? Huy trả lời thầy, 55 phần 66 giúp bọn là bao nhiêu? 5. Chuẩn luôn, tiếp. Khánh. Rồi, tiếp. Bảo ơi, phải nhìn màn hình đi, nhìn màn hình tập trung liên tục. Bảo. Chuẩn luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ xác định mẫu số chung cho các cái số là 6, 12 và 8. Mẫu số chung là bao nhiêu? Ai trả lời luôn? Mẫu số chung là... Lâm nhát tùy, ai nhẩm nhanh được. Chọn nhanh đi. Ôi to thế. Ôi số này thôi. Đúng không? Rồi. Mời bạn Chi. Chi quy đồng cho thầy ạ. À. Chi đọc phép tính quy đồng ạ. À. Nhanh. 24 chia 6 được mấy nào? 20. Rồi tiếp con. Nhanh. Đó, 24 chia 12 được 2 thì nhân 12 là 22 phần 24. 33 phần 24. Đó, 33 nhân 3 là 9 chứ con. Và kết quả cuối cùng bằng bao nhiêu? Kết quả bằng 33 phần 24. Vâng ạ, 33 phần 24 đúng rồi. Thầy chậm quá hay là sóng kém? Thầy... Em 15 phần 25 được cho số
Đúng rồi. 3/5 Chuẩn luôn. 3/5 ạ. Tiếp theo 30 phần 40 rút gọn là được bao nhiêu bạn Bảo ơi? 3/4 Vâng ạ, 3/4 Và số cuối cùng mời bạn Đức nào. 3/6 Vâng, rất nhanh, 1/6 Các tình yêu chọn luôn mẫu số chung cho thầy đi. 5, 4, 6 mẫu chung là bao nhiêu? Mẫu số chung là 6. Ôi, quá chuẩn luôn. Đấy, bây giờ học tăng tốc lên một chút đúng không? 60 thực hiện phép tính quy đồng. Mời bạn Huyền trả lời cho thầy phần quy đồng ạ. Ờ. 60 chia 5 được 12 nhưng cả từ mẫu 12 là 36 phần 60 cộng 60 chia 4 được 15, 15 nhân 3 là 45 phần 60, 60 chia 6 được mấy? 20. Kết quả cuối cùng bao nhiêu Huyền ơi? Con phải nhìn lên màn hình ý, thì nó mới nhanh được. Ba sáu cộng 45 là được 81 cộng 10 là 91. Vâng. 91 phần 60